Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và bằng cớ là hôm nay anh chị em đến đây để chờ đợi phép lạ của Ngài, chờ đợi những điều diệu kỳ xảy đến trong cuộc sống của mình. Và anh chị em sẽ không thất vọng đâu, vì Ngài nói rằng người nào tin cậy Ngài sẽ không hề hổ thẹn bao giờ. Amen. Còn nhớ cách đây 25 năm, trong một lần tôi đi chia sẻ phúc âm cho người khác, khi tôi mở căn phòng, cửa một căn phòng và người ta mời tôi vào đó để chia sẻ, thì tôi thấy trong căn phòng ấy chẳng có cái gì cả, chỉ có đúng một chiếc chiếu với một người phụ nữ đang ngồi, tay thì bế một đứa nhỏ tầm 3 tháng, còn tay kia thì đang cầm tay một đứa đâu 2-3 tuổi. Và trong một cái trạng thái phải nói là bi đát chưa bao giờ tôi tìm thấy cái cuộc đời này. Và cô ấy nói rằng là sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi, vì tiền không, giấy tờ không, không người thân, không tài sản, và trong cơ thể một mình thôi. Anh chị em thấy cuộc đời đó, có lối thoát không chị? Đúng, thật sự là tôi lúc đó tôi cũng nghĩ chắc là hết lối rồi, lối nào cũng mà thôi. Sau khi tôi mạnh dạn chia sẻ phúc âm cho chị ấy, và tôi mạnh dạn nói rằng chính Chúa Giêsu đã đến để tìm cứu những người hư mất như chị, chính những người bệnh tật mới cần bác sĩ, người khỏe không cần bác sĩ, chính những người mà cuộc đời không còn lối thoát mới cần đấng mở lối cho chúng ta. Và tôi chia sẻ với chị ấy bằng lòng tiếp nhận Chúa. Chị giao cuộc đời mình cho Chúa với một cái cảm xúc vô cùng ấn tượng. Và anh chị em biết sao không? Chỉ sau 6 tháng thôi, đúng 6 tháng, với sự chăm sóc của Hội Thánh, với sự chia sẻ cầu thay của Hội Thánh, với sự tương trợ của Hội Thánh, chị ấy đã có cả một nhà hàng ở trong nhà. Chị đã có tiền, chị ấy đã có tất cả mọi điều, và sống cuộc sống phải nói thật sự như mơ ước. Đó là 25 năm trước. Tôi vẫn ấn tượng câu chuyện này. Rồi khi tôi trở về Việt Nam cách đây 10 năm, một lần nọ tôi tình cờ đi về quê, và tôi gặp một người thanh niên 35 tuổi đó. Và tôi nghe người thân của người này kể rằng là người này đang bị bệnh viện Chợ Rẫy trả về vì lý do là cái ruột ở trong ruột già không hiểu tại sao nó cứ bị thối, tức là nó có ghẻ ở bên trong, và bệnh viện Chợ Rẫy đã cắt 3 lần, đến lần thứ 4 họ nói là không làm gì được, bây giờ phải về ăn gì thì ăn, sống gì thì sống, rồi chờ ngày lên đường. Và anh này đã lên đường với một cái tâm trạng như vậy để trở về quê. Và anh nói rằng là 3 đêm rồi, cứ 1 giờ sáng anh đứng ra trước cửa nhà nói trời ơi, ông trời còn khóc có không, thương xót lấy con chưa muốn chết. Và anh đã từng viết di chúc cho vợ rồi, nhắn nhủ tất cả rồi để sẵn sàng ra đi. Và cảm ơn Chúa, tôi được cơ hội đúng ngày hôm đó trở về quê và gặp người thanh niên này. Sau khi gặp gỡ chia sẻ phúc âm, và anh bật lòng để Chúa Giêsu bước vào cuộc đời mình, trở lại cha này chỉ 7 phút thôi nha. Sau khi tôi nhân danh Chúa cầu nguyện, và anh ấy nằm ngất ở trên cái ghế ở trong nhà của bà chị tôi đây, 7 phút thôi, 7 phút để một người gặp gỡ Chúa Giêsu. Và 1 tháng sau khi tôi về lại Sài Gòn thì tôi nghe anh điện vô và nói cậu ơi, con đã khỏe mạnh hoàn toàn, bác sĩ không hiểu tại sao mà cái vết lở này nó không lở ra nữa. Không hiểu, nhưng tôi thì hiểu, đó là việc Chúa đã làm. Và gần đây nữa, một câu chuyện thứ ba, thì kể 2 câu chuyện thì người ta sẽ nghĩ rằng là hên xui đấy mà, nhưng mà người ta nói nhất quả tang 3 lần, đúng không? 3 lần. Một lần tôi xuống Đồng Tháp để truyền giảng gần đây thôi, cách đây mấy năm.
tôi vào thăm nhà của một anh chàng kia. Và tôi nói, mới đầu tôi vô bước vô nhà, tôi nói cái này có phải cái nhà không? Cái này là cái chuồng chứ không phải cái nhà. Bởi vì sàn nhà thì ở trên một cái cống, nước cống thì lóc rác chảy bên dưới, nó khủng khiếp. Rồi là ngồi trong nhà thì nhìn thấy ngoài đường hết, vì là tre nữa, lá rồi sọc sọc này không có một cái gì. Và tôi nhìn quanh quất cái nhà anh ấy thì tôi thấy chỉ còn đúng vài ba cái nồi treo trên vách thôi, còn ngoài ra không có cái gì. Và sau khi tôi tìm hiểu ra thì hàng xóm ở đây nói rằng là chừng nào mà cái thằng đó đó nó mà nó bỏ nhậu đó thì cả cái xóm này cũng bỏ nghề nấu rượu luôn. Tại vì xóm này nấu rượu chỉ bán cho thằng đó thôi. Nó uống gì mà banh hết nhà cửa luôn. Uống không còn một cái gì, tivi tủ lạnh biến thành rượu uống hết. Và vợ đã từng nhiều lần bỏ đi, nhưng mà vướng víu đứa con đành phải quay trở về. Và sau khi chia sẻ phúc âm cho người này, chia sẻ về những điều tốt lành mà Chúa Giêsu có thể làm, chia sẻ rằng không có cuộc đời nào là đáng bỏ trước mặt Chúa Giêsu nếu người đó sẵn sàng tiếp nhận Ngài, sẵn sàng để cho Ngài bước vào và biến đổi cuộc đời mình. Và anh chàng này đã bằng lòng tiếp nhận. Chúng tôi cầu nguyện cho, giao cho hội thánh tại đó chăm sóc. Và anh ấy biết điều gì không? Một năm sau, đúng tròn một năm sau, tôi lại trở lại vùng đó để thăm hội thánh thôi. Thì vợ chồng người nam này đã có một căn nhà riêng khang trang. Thậm chí tại nhà có một điểm nhóm 30 người nhóm lại nữa. Chúa ơi, cái này là chỉ có Chúa làm thì không ai làm được. Đúng thật sự. Nhà tranh mà Chúa bước vào thì khó tìm công ngay. Đó là lý do tôi muốn truyền đại cho anh chị rằng sống trong cuộc đời này không có Chúa, chúng ta bị cướp giật, chúng ta bị tra đạp, chúng ta bị lừa dối, chúng ta bị mất mát và đau khổ. Bởi vì chúng ta không có một đấng yêu thương để bên vực này. Bởi vì chúng ta thiếu sự hiểu biết để có thể sống một đời sống thành công và lạc lối. Chúng ta bị tra đạp. Nhưng thưa anh chị em, trong Chúa Giêsu, chúng ta có quyền để chuộc lại những gì đã mất. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi chia sẻ với hội thánh một sứ điệp mang tên hãy lấy lại những gì đã mất. Phục hồi lại những gì đã mất. Anh chị em có từng bị mất mát không? Đó. Ngày hôm nay có một tin mừng cho anh chị em là anh chị em có thể lấy lại điều đó. Chúng ta không để cho kẻ cướp giật có thể ngủ yên trên tài sản, trên sức khỏe, trên niềm vui mà Chúa đã tạo dựng ban cho chúng ta. Amen. Ba câu chuyện tôi kể anh chị em vừa rồi là câu chuyện của đời thật. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu coi một câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Một câu chuyện cũng tương tự như vậy nhưng trong Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta. Đó là câu chuyện đau buồn của gia đình Naomi. Anh chị em biết trong sách Luther phải không? Chúng ta hãy phân tích. Trước mắt ấy, chúng ta cần phải phân tích và biết tại sao cuộc đời chúng ta mất mát, để chúng ta có những cái tri thức cần thiết và sống một cuộc sống không mất mát. Tôi đọc cho em nghe nha. Hãy theo dõi cùng tôi. Tôi tin rằng đây là chủ đề rất là quan trọng để phục hồi đời sống mỗi một chúng ta. Chúng ta cần nó. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Giu-đê đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Kilion đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelech chồng của Naomi qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ 100 người nữ Moab. Người này tên là Bọt-ba, người kia tên là Ruth-tơ. Họ tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-oan cũng than, để lại Naomi ở lại không chồng, không con. Amen. Câu chuyện này đau buồn không? Đau buồn.
ra đi có chồng, có con, có tài sản. Sau 10 năm không chồng, không con, mất tất cả. Có phải là mất mát không chị em? Đúng, thực sự là mất mát. Naomi đã có một tâm trạng đắng cay. Bởi vì gia đình mình đã mất hết rồi, bây giờ mình chỉ trở thành một góa phụ. Mình là một góa phụ cô đơn, không có sự giúp đỡ, không biết phải làm gì, và một tương lai cực kỳ mong manh. Lý do sao mà Naomi, gia đình của Naomi rơi vào cảnh này thôi chứ? Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi này, chúng ta cũng có thể trả lời được tại sao cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Tại sao mình nợ nần? Tại sao mình bệnh tật? Tại sao gia đình mình không hạnh phúc? Tại sao cuộc sống mình không có niềm vui? Vân 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 vân. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh ở đây để thấy được lý do đầu tiên. Câu trước đó rồi. Trước đó, thứ nhất, chúng ta hãy để ý trong đoạn kinh thánh vừa rồi có một câu: một cơn đói kém xảy đến trong sân. Elimelech với vợ và hai con sống bình yên trong xứ. Xứ này gọi là xứ hước của Đức Chúa Trời. Xứ này kinh thánh gọi là đường sữa và măng. Xứ này là xứ ban phước. Xứ này là xứ có Đức Chúa Trời ở cùng phù hộ. Nhưng trong một giai đoạn nào đó có một cơn đói kém xảy đến, và Elimelech đã làm một quyết định, đó là rời khỏi sân. Anh chị hãy xem, có phải hoàn cảnh đã khiến cho Elimelech làm ra quyết định đó hay không? Đúng phải không anh chị? Hoàn cảnh đó chính là sự đói kém. Cho nên ở đây chúng ta không thấy có một cái ý muốn của Đức Chúa Trời nào nói rằng là Chúa muốn Elimelech rời khỏi xứ đến xứ Moab cả. Nhưng Elimelech tự quyết định bởi hoàn cảnh. Bài học là gì thưa anh chị? Để mình đừng sa vào những điều rối rắm, những rắc rối, những điều không hài lòng trong cuộc đời này, anh chị hãy nghe tôi. Đừng bao giờ làm một quyết định gì mà do hoàn cảnh, hay do đám đông, hay do cảm xúc, hay do sợ hãi, hay do bất an, lo lắng, xúi dục anh chị. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ đầu tư vào một chuyện gì bởi vì nhiều người đầu tư vào đó. Đừng bao giờ đầu tư vào một điều gì bởi vì là có người khuyên nhủ, các người dọa dẫm, các người chắc là nếu không bỏ vào đó tài sản sẽ mất hết. Đừng bao giờ để một cái gì đó sợ hãi, lo lắng thúc đẩy anh chị em làm một cái quyết định. Đó là bị quyết định trong cuộc sống này. Nhiều người đã gặp rắc rối bởi vì để cho đám đông điều khiển mình, để cho hoàn cảnh điều khiển mình, để cho sợ hãi điều khiển mình, để cho lo lắng điều khiển mình. Bỏ chỗ này đi chỗ khác sống bởi vì sợ ở đây. Nhưng mà tôi xin thưa anh chị, ở đâu có Đức Chúa Trời là ở đó an toàn nhất. Nếu Đức Chúa Trời đã định cho Elimelech ở trong xứ thánh, ở nơi đất hứa, thì ở đó Chúa đảm bảo rằng Ngài sẽ bảo vệ, đừng sợ. Nếu Chúa bảo anh chị em tin Chúa mà ở đây thì hãy ở đây. Nếu Chúa bảo anh chị em đến một nơi nào đó thì hãy đến. Đừng bao giờ đến bởi vì nơi đó nghe người ta đồn rằng thuận lợi, còn ở đây khó khăn. Không, chúng ta chỉ bắt đầu chuyển động và làm quyết định khi có Đức Chúa Trời chỉ dẫn. Đó là phương pháp nhanh nhẹ. Cho nên từ xứ Bethlehem, bỏ cái xứ hứa đi đến xứ Moab đã là ra ngoài ý muốn của Chúa rồi. Và anh chị em biết không, khi một con người đã sống ngoài ý muốn của Chúa rồi, nó kéo theo rất là nhiều điều mà chúng ta không lường trước được. Điều gì? Đó là chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab. Anh em thấy không? Trong khi phục truyền luật lệ ký đoạn 7, Chúa ghi rất rõ: ngươi chớ gả con gái ngươi cho người gọi Canaan.
ngươi cũng đừng bao giờ lấy con gái của họ làm vợ cho con trai của ngươi, vì chúng nó sẽ quyến dụ ngươi thờ lại các thần trong xứ mà ta đã vì cớ đó bị giết họ. Như vậy thì gia đình Elimelech này đã bước đi một bước sai lầm, và trong cái bước sai lầm đó đã dẫn đi tiếp theo những cái quyết định sai lầm khác. Thường thì khi anh chị em đã bước ra ngoài ý muốn của Chúa rồi thì Satan có thể dẫn dụ anh chị em làm tiếp theo những cái điều rất là tệ hại. Đây là một trong những cái tệ hại chúng ta cưới vợ trong người nước ngoài, và hậu quả thấy liền 10 năm sau chồng chết, hai con chết, để lại một mình Naomi và hai cô con dâu. Anh chị em thấy không ạ? Thật đau. Cho nên tôi mới thấy rằng thật sự tất cả những rắc rối thất bại trong cuộc đời chúng ta nó khởi sự từ ở một điểm nào đó, mà điểm đó là điểm bắt đầu anh chị em bước ra khỏi nếp sống với Chúa rồi. Cho nên trong Khải Huyền nói là các con ơi, hãy nhớ lại con sa sút từ đâu và ăn năn đi, làm lại từ đầu đi thì ta sẽ đến chữa lành cho con. Không có cái gì là ngẫu nhiên trong cuộc sống chúng ta. Có người nói là hoạn nạn này là ngẫu nhiên, hoạn nạn này là trời hành thôi. Không có trời nào hành hết. Đó là vì chúng ta đã bước ra ngoài ý muốn của Ngài, để chúng ta sống theo ý riêng của mình, để chúng ta làm những điều mà trái nghịch với điều răn của Đức Chúa Trời, và hậu quả sẽ đến với cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy đừng như vậy. Có một câu chuyện khác tương tự như trong Luther này, nhưng mà trong Sáng Thế Ký chương 26 câu 1 đến câu 1 đến câu 2 nói về câu chuyện của Isaac trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham. Bây giờ đại sứ lại có một lần nữa đói kém, Isaac bèn đi đến Elimelech vua Philippines tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến con người và phán rằng: trở xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta chỉ cho. Giống không? Giống y câu chuyện luôn ta. Nhưng mà Isaac cũng bắt đầu có hành động giống luôn ta. Giống như là Naomi, xin lỗi, cũng bắt đầu có hành động giống như gia đình Naomi, cũng bắt đầu bỏ xứ của Đức Chúa Trời để đi xuống Ai Cập. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa hiện ra phán với Isaac làm sao ạ? Đừng đi. Dù đói kém, đừng đi. Hãy ở lại đi, ta sẽ ban phước cho con. Anh chị em ạ, ở trong ý Chúa luôn luôn được phước. Đừng bước ra ngoài, đừng vội vàng. Ngày hôm nay tôi thấy cái thế giới cuối cùng này nó có một cái đặc điểm, và cái đặc điểm đó nhất là ở trên giới trẻ là rất vội vàng, rất vội vàng, muốn cái gì cũng nhanh, giàu có là muốn ngủ một đêm là mai bán hàng tỷ luôn, cái gì cũng phải muốn nhanh. Và chính cái mong ước nhanh đó nó xúi dục chúng ta làm những quyết định không phải ý muốn của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít có 30 năm được đào tạo để phục vụ Đức Chúa Trời 6 tháng. Chúa Giê-xu chúng ta cũng có 30 năm để được học hỏi đào tạo để phục vụ Chúa Trời 3 năm nữa. Còn bây giờ mình muốn học một ngày nhưng mà phục vụ 30 năm. Có ngược không anh em? Đó là cái sự thất bại của chúng ta. Rồi sau một thời gian tự hỏi tại sao chức vụ tôi không khởi sắc, tại sao gia đình của tôi lộn xộn, tại sao con cái của tôi không theo Chúa, tại sao tài chính của tôi không thịnh vượng trong khi tôi đi phục vụ Chúa. Anh chị em, vì mình đã quá vội vàng bước ra ngoài ý muốn của Ngài. Amen. Hãy ở trong ý muốn của Chúa, hãy tập trung lắng nghe ý muốn của Ngài, hãy trở lại cùng Ngài, hãy hết sức thận trọng khi làm một quyết định gì đó trong cuộc đời của mình. Hãy ngẫm đi ngẫm lại, hãy cầu nguyện, hãy kiên ăn trước những quyết định quan trọng, trước khi lấy vợ lấy chồng, trước khi làm ăn, trước khi mở công ty, trước khi bước vào chức vụ, trước khi mở hội thánh, trước khi làm một việc gì đó mà Chúa muốn anh chị em làm. Hãy cầu nguyện để biết rằng đó là điều Chúa muốn anh chị em làm.
để chúng ta đứng bước ra ngoài cái khuôn khổ của Ngài. Tôi nói với anh chị em rằng bước ra ngoài khuôn khổ của Chúa, sự bảo vệ cấm ra khỏi đời sống chúng ta, và chúng ta sẽ gặp khá nhiều điều rất rộng. Vậy thì giải pháp là gì ở đây? Isaac đã nghe lời của Chúa Trời và không đi xuống để chi to nữa. Câu 12 trong Sáng Thế Ký chương 26. Isaac gieo hạt giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thịnh vượng của cải ngày càng thêm cho đến nỗi người trở nên rộng lớn. Anh dành thay không? Cả xứ thì đói nhưng Isaac gieo hạt giống thì được sao? Đó mới gọi là Đức Chúa Trời. Đời sống đó mới gọi là siêu nhiên. Ở trong một cái xứ đói kém mà chúng ta thịnh vượng mới là siêu nhiên. Ở trong một cái xứ đầy tội lỗi mà chúng ta thánh sạch mới là siêu nhiên. Ở trong một cái xứ đầy tối tăm nhưng chúng ta, gia đình chúng ta đầy sáng láng, đó mới là siêu nhiên. Đó mới là Đức Chúa Trời. Đừng bỏ chạy, hãy ở lại trong tiếng của Chúa. Chúng ta nghe chưa? Và nếu như hôm nay có anh chị em nào đã lỡ bước ra ngoài ý muốn của Chúa rồi, thì tôi khuyên anh chị em là hãy trở lại cùng Chúa. Ngài luôn luôn giang tay để chờ đón chúng ta. Chúng ta trở lại bằng cách nào? Hãy trở lại cùng Ngài. Luther chương 1 câu 7 cái chép rất rõ phải không ạ? Luther chương 1 câu 7 cái chép là Naomi cùng với hai dâu mình mới nói quyết định như thế này: vậy người lìa bỏ chỗ mình ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Tại sao vậy? Bởi vì Naomi biết rằng quyết định của 10 năm trước là quyết định sai lầm. Bây giờ Chúa đã ban phước cho xứ rồi, mọi người vẫn đang sống tốt đó thôi, còn mình bỏ xứ ra đi với tài sản, với chồng, với con, và bây giờ trở về là một ngõ phụ. Nhưng bà không bao giờ thôi chí, bà quyết định đứng dậy trở về. Anh chị em hãy nghe tôi, cuộc đời của chúng ta hôm nay dù ở trong trạng thái nào, tôi vẫn khuyên anh chị em hãy trở lại với Đức Chúa Trời. Đừng tự ti, đừng mặc cảm, đừng buông xuôi, đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Hãy trở lại với Đức Chúa Trời, hy vọng vẫn còn. Amen, chết. Amen. Hy vọng vẫn còn. Và Naomi đã trở về. Và Kinh Thánh ở trong Ô-sê chương 14 câu 2 chép như sau: hỡi Israel, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là tại tội lỗi ngươi đã làm cho ngươi sa ngã. Câu 2: các ngươi khá lấy lời nói mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các bạn ạ, cho nên nhiều anh em sẽ hỏi là bây giờ mình trở lại cùng Chúa như thế nào, trở lại bằng cách gì? Thì Kinh Thánh chép hãy lấy lời nói mà trở lại, nghĩa là cái thái độ bên trong, cái tư tưởng bên trong cần phải phù hợp với điều kiện của Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta chỉ đến lạy Chúa lạy xong, không, nhưng khá lấy lời nói trở lại để thưa cùng Ngài rằng xin cất sự gian ác đi. Tôi gọi đó là thái độ thật lòng ăn năn. Cho nên hôm nay tôi muốn dùng vài hình ảnh để mình hỏi cho anh chị em mình hiểu cái cách mình trở lại cùng Chúa và được phước. Có rất nhiều người trở lại cùng Chúa nhưng không được phước, bởi vì trở lại sai cách. Mình nghĩ là mình trở lại nhưng thật chất chưa trở lại. Chúng ta trở lại với Chúa nó có cái điều rất là màu nhiệm, bởi vì Chúa là thần, còn mình là thần xác, mình không có nói chuyện trực tiếp với Ngài được. Cho nên mình phải có cái cách để trở lại. Một con người đã đi hoang đường trở lại về nhà mà vẫn tiếp tục giữ cái nếp sống hoang đường, vẫn ăn chơi, vẫn nhậu nhạt, vẫn hút chất, thì cha mẹ có hài lòng vì sự trở lại của anh ấy không? Trở lại với đồng nghĩa với sự thay đổi. Con người của chúng ta có 3 phần anh chị: linh, hồn và thân thể. Chúa tạo mình như vậy. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ nói với anh chị cách mình trở lại. Cách mình trở lại. Trở lại phải đúng. Lời nói và thái độ nó bắt đầu từ tư tưởng của con người. Ở trong cái gì anh chị em nghĩ là đó. Cho nên một bài giảng trước đó tôi nói anh chị em,
chúng ta không phải bắt đầu bằng sự thay đổi hành vi mà phải bắt đầu bằng sự thay đổi tư tưởng. Bây giờ tôi sẽ minh họa cho anh chị em thấy cái hình ảnh này nha. Bây giờ tôi mời ba người giúp tôi. Tôi mời anh Nhân này, mời anh Trung này, mời một cái anh nhỏ nhỏ thôi, nhỏ con, mời Phúc này. Rồi, bước lên này. Ok, mời ba anh bước này. Anh Giang sẽ nhìn thấy một điều gì ok. Rồi, Trung với đây đến hai ba, rồi anh này đến chính giữa. Ok nha, rồi, nhiều khó tí nha. Bây giờ tôi minh họa anh Giang thấy này, cách biết cách mình trở lại cùng Chúa. Anh này, tôi tạm gọi anh là xác thịt, đúng không? Thể xác, nhưng mà không phải xác thịt đâu nha. Chỉ nói là hình ảnh là xác thịt, cái thân xác, body, thân xác. Anh này tôi gọi là hồn của con người, tâm trí được suy nghĩ của anh ấy, anh ấy giữa à. Anh này tôi gọi là linh, tâm linh, ba phần mang. Cái anh linh này ấy, là anh đi mây về gió, sống siêu nhiên, đi mây về gió, còn đi trên mây không, tất cả đều đi mây về gió. Còn anh này ấy, là anh đi đường thủy, lội dưới nước, lăn lộn, chen chen chút chút rồi đó anh này. Còn anh này là anh trọng tài ở chính giữa, tâm trí, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc. Bây giờ tôi hỏi anh em, trận đá bóng có bắt đầu khi trọng tài chưa thổi còi không? Không đúng không? Anh trọng tài này dù anh nhỏ con nhưng mà quyết định lắm, đúng không? Rất là quyết định. Bởi vì hai anh này sẽ bất động khi anh này chưa thổi còi. Anh này phải thổi còi đã. Ok, bây giờ tôi sẽ nói anh em cách mình trở lại cùng Chúa này. Sau khi con người sa ngã đấy, thì con người ta không còn cái khả năng đi mây về gió nữa, nhưng con người ta cứ chui rút ở bên dưới, gọi là đi đường thủy. Đó. Thì cái anh này là anh tâm trí này, cái mặt anh lưng vậy này, thấy chưa, lưng vậy này, anh xoay lưng lại với cái phần đi mây về gió này, anh ngủ quên. Tâm trí của con người đó không bao giờ nghĩ về lưng mình làm cái gì, không bao giờ nghĩ về sự thánh khiết, không bao giờ nghĩ về sự công bình, không bao giờ nghĩ về Đức Chúa Trời. Nhưng anh nghĩ gì? Hôm nay ăn gì, uống gì, mặc gì nha. Ôi, hôm nay mình kiếm được bao nhiêu nha. Ok, 80 năm nữa bây giờ mình ở nhà gì nha. Tài sản mình phải được bao nhiêu để mình lo lắng cho cuộc đời mình nha. Mình phải ăn chơi nhậu nhẹt cái gì tối nay nha. Ngày đó nào để cho nó vui vẻ cuộc đời nè. Đi vũ trường nào cho nó hay nè. Tất cả mọi thứ anh này, anh suy nghĩ trong đầu là anh đang lót một con đường thủy cho anh này chạy. Khi anh này bắt đầu suy nghĩ thì anh này bắt đầu chuyển động, tàu thủy này bắt đầu đi, bắt đầu đi mà làm những cái điều mà anh này mong muốn. Cái phần hồn này đã làm biết này. Cho nên Kinh Thánh chết, Kinh Thánh chết, suy nghĩ về xác thịt thì sinh ra sự chết. Tất cả những gì mà anh này suy nghĩ đang lót đường là nguyên liệu lót đường cho xác thịt hoạt động. Thờ thần tượng, thù oán, tranh đấu, ganh ghét. Anh này suy nghĩ, ô bây giờ mình có thù không? Tìm cách trả thù đi. Cái anh ta sát này tìm cách trả thù đi. Đó, cứ suy nghĩ như thế. Bây giờ phải lo lắng đi. Bây giờ phải làm điều này, điều kia đi. Và cả cuộc đời này, hai anh này xây mặt lại với nhau và cộng tác với nhau, sinh ra một cuộc sống đầy rối rắm và lo toan, kể cả bệnh tật. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu. Sau khi anh em nghe giảng phúc âm xong, biết được sự sáng của Chúa xong, biết được những điều tốt lành xong, biết điều sự chết, sự sống lại của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài xong, anh này quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu. Thì ngay lập tức anh này xoay mặt về đây, xoay lưng với anh chàng này. Mày muốn mặc gì kệ mày, ăn gì kệ, uống gì kệ, tương lai sao Chúa lo. Bây giờ tao lo anh đi mây về gió này đã. Đó đúng không? Bắt đầu anh này phải suy nghĩ làm sao để đời sống mình nên thành, làm sao để đời sống mình được nói chuyện với Đức Chúa Trời, làm sao để những điều siêu nhiên xảy ra trong đời sống này. Anh này bắt đầu suy nghĩ về những điều siêu nhiên và cái anh tâm linh này bắt đầu thứ nhất, bởi vì anh này lót đường cho nó học tập. Anh em đã hiểu cái hình ảnh nào à? Cho nên khi anh em quay trở lại với Đức Chúa Trời thì cái quyết định không phải là anh này, cái quyết định không phải anh này, quyết định là cái anh tâm trí này. Đó là lý do Roma chương 12 câu 2 chép
hãy biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí anh. Anh chị em chỉ được biến đổi khi anh này quay lưng lại với thế gian. Khi anh này quay lại thì anh này bắt đầu có một con đường để đi. Con đường đó người Kinh Thánh gọi là con đường thánh. Con đường đó là con đường đầy phép lạ. Con đường đó là con đường siêu nhiên và các ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi ngày đêm anh này suy nghĩ về lời Chúa, cầu nguyện, tương giao, ngợi khen Chúa và suy nghĩ về những điều mà Kinh Thánh chép. Trước đây anh này anh nghĩ muốn giàu có phải thu góp cho nhiều. Bây giờ anh này nghĩ muốn giàu có phải ban ra cho nhiều. Khác không nha? Trước đây anh này suy nghĩ mày bệnh rồi đúng không? Chắc sắp đi rồi đó, mua hồn về đi. Bây giờ anh này nghĩ bệnh đúng không? Bởi lần rồi Chúa Giêsu hãy lành đi. Đó là cách mà chúng ta trở lại với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không biết cái cách này, cho nên cuộc sống tâm linh chúng ta cứ lanh quanh. Tại sao cuộc đời chúng ta không đột phá? Tại sao cuộc đời chúng ta không thay đổi? Tại sao cuộc đời chúng ta không thấy được ánh sáng của Chúa? Là bởi vì tâm trí chúng ta vẫn suy nghĩ theo lối mòn của anh chàng này, không lọc đường cho anh chàng này. Chúa mới mời chúng ta hãy thay đổi tâm trí. Tôi khích lệ hôm nay anh chị em về phải bắt đầu thay đổi, phải bắt đầu tin những câu Kinh Thánh nói cho chính mình. Tôi bây giờ là người thánh của Đức Chúa Trời. Tôi bây giờ là người thành công của Đức Chúa Trời. Tôi bây giờ là người làm được việc Chúa Giêsu làm mà còn làm lớn hơn nữa. Tôi bây giờ là người không còn chết nữa nhưng đang sống đời đời. Tôi bây giờ người là được định hưởng cơ nghiệp của Cha trên trời. Tôi là người bây giờ có đủ quyền phép trên tất cả mọi ma quỷ tà linh bệnh tật. Tôi bây giờ có thể nói một lời núi kia cũng phải dời. Tôi bây giờ có đủ năng lực để chiến thắng mọi nan đề. Anh chị em phải chỉ vào chính mình và nói để tương tự anh chị em. Thầy lỗi. Bằng cách đó anh chị em lót đường cho cuộc sống của mình, lót đường cho đời sống tâm linh, lót đường cho con người bên trong của mình có cơ hội để. Nhưng nếu chúng ta không biết điều này, mình trở lại cùng Chúa, linh mình đã sống lại, nhưng cái anh tâm trí với cái anh xác thịt này vẫn cái bè cái đảng với nhau, thì cuộc đời mình đầy dày rắc rối, đầy dày rắc rối. Tôi nói mà nó cám dỗ bằng gì? Tôi nói 100% luôn luôn cám dỗ bắt đầu từ tư tưởng của anh chị, bắt đầu từ tư tưởng. Nó cho anh chị em được sai lầm, nó cho anh chị em nghĩ những điều không phù hợp với lời Chúa đó, và từ tư tưởng biến thành hành động. Cho nên hãy trở lại cùng Chúa ngay từ chỗ anh chị em sai lầm, ngay từ chỗ anh chị em ngã ở đây, hãy đứng dậy trở lại cùng Chúa và thay đổi tư tưởng của mình tại chỗ đó để chúng ta bước tiếp. Điểm tiếp theo đó là chúng ta cần phải biết tìm đến một đấng cứu chuộc và tin cậy đấng đó. Trong sách Rô-tơ chương 3 câu 10, chương 3 câu 6 đến câu 12 các chép. Naomi đã hướng dẫn Rô-tơ để tìm gặp Boaz, và Boaz là người sao ạ? Có quyền để chuộc lấy tất cả những gì mất mát ở trong. Duy nhất Bồ là hình bóng của Đấng Christ. Thế giới này có hàng tỷ người, thế giới này có hàng vạn những tôn giáo khác nhau, những giáo chủ khác nhau, nhưng anh chị em ạ, không có một giáo chủ nào có quyền chuộc lại những gì đã mất của anh chị em, ngoại trừ Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chết để cho anh chị em khỏi chết. Ngài đã chịu đòn roi để cho anh chị em được lành bệnh. Ngài đã chịu những sự chán ác vết tích để cho tội lỗi mình được tha thứ. Đây là một sự thay thế thiên thượng. Đây là một điều mà Đức Chúa Trời định để cho con người có quyền lấy lại những gì mà Satan đã cướp đi trong đời sống của ông. Tại sao chết bệnh? Tại vì Satan đã cướp đi sức khỏe của anh chị em. Amen.
Tại sao cha nợ nần? Bởi vì Satan đã cướp đi tiền bạc của anh chị. Tại sao gia đình mình bất hạnh? Bởi vì Satan đã cướp đi hạnh phúc của gia đình anh chị. Bây giờ nhờ Chúa Giêsu, nó phải trả lại những sự đó. Bô ô là hình bóng của Chúa Giêsu. Chỉ một mình ông có quyền chuộc lại những gì gia đình nào mới làm. Thì cũng vậy trong cuộc đời anh chị hôm nay, chỉ một mình Đấng Christ có quyền chuộc lại những gì mà anh chị. Vì Ngài có năng lực để làm điều đó. Ngài có thẩm quyền để làm điều đó. Ngài là Đấng duy nhất làm điều đó. Cho nên ở trong Ephesians chương 1 câu 7 các chị, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Trong Timôthê nhất chương 2 câu 5 câu 6 chép, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Cung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng làm đúng kinh. Anh em thấy không? Cho nên chỉ có Chúa Giêsu. Đừng tìm với bất kể một con người nào. Đừng nương dựa vào một con người nào. Đừng nương dựa vào một tổ chức nào. Đừng nương dựa vào một thế lực nào để chuộc lại những gì mất mát của anh em. Tôi nói khẳng định hôm nay là hãy dựa một mình Chúa Giêsu. Ngài sẽ làm điều đó trong kỳ của Ngài. Nhưng có một chú ý ở đây. Tôi muốn anh chị chú ý điều này. Trong Luther chương 4 câu 5, tôi đọc anh chị nghe. Để được hưởng quyền cứu chuộc, đòi hỏi phải kết ước tâm lòng. Cho nên Kinh Thánh chép không phải ai lạy Chúa là có nước thiên đàng. Không phải. Nhưng những người làm theo ý Cha trên trời. Đó là lý do tại sao mình phải kết ước tâm lòng. Và Luther chương 4 câu 5 chép như thế nào? Bô lại nói, khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Luther, người Moab và người đã chết, để nói danh kẻ chết trong sản nghiệp của người. Đây là luật. Đây là luật. Cho nên cái ruộng đất tài sản của Naomi, cả hai người có quyền chuộc, chứ không phải một mình Bô. Có một người có quyền hơn cả Bô nữa. Nhưng mà theo luật á, muốn chuộc lại sản nghiệp này thì phải lấy luôn Luther là người Moab làm vợ. Cái anh kia nói học mua tài sản thì tôi chịu, chứ còn mua con này làm vợ không cả. Thế này cuối cùng Bô là người chấp nhận. Bô là người chấp nhận chuộc tài sản và lấy cả Luther là người Moab làm vợ. Anh em hiểu ý nghĩa ở đây là gì không? Ý nghĩa thuộc linh là vì chàng muốn Chúa Giêsu chuộc lại những gì đã mất trong cuộc đời mình, anh chị em phải bước vào giao ước huyết của Chúa Giêsu. Anh chị em sẽ phải kết ước tấm lòng vào cuộc đời mình với Chúa Giêsu. Anh chị em phải nói câu này: lạy Chúa, bây giờ cuộc sống con không phải của con nữa mà của Ngài. Tư tưởng, đường lối con, suy nghĩ con, thời gian con, tiền bạc của con không phải của con nữa mà của Ngài, bởi vì con đã kết ước. Mua cả những gì mất mát của con và mua cả chính mạng sống và linh hồn con. Cho nên Luther chương 4 câu 5 nó nói đến một cái luật thuộc linh. Mà nếu chúng ta không đọc cẩn thận, chúng ta tưởng rằng Chúa Giêsu chỉ là một ông thần như bao ông thần ở ngoài kia. Ô khi có nan đề là chúng ta đến và kêu, ôi tôi phải được lành, tôi phải được thế này, tôi phải được thế nào rồi. Sau khi xong rồi chúng ta lại đi và sống cuộc đời của mình. Không có chuyện đó xảy ra. Theo luật thuộc linh, anh chị em muốn sự chữa lành ở lại với đời sống mình, muốn sự thịnh vượng ở lại với đời sống mình, muốn sự giải cứu ở lại với đời sống mình, muốn sự bình an vui mừng ở lại với đời sống mình, anh chị em bắt đầu hôm nay phải kết ước tâm lòng trung thành của mình với Chúa Giêsu. Con người ở trên giữa này nè, phải xoay mặt về đây. Amen nha. Ban đầu nó xoay về đây để nó sống với thế gian và những thần của nó, xác thịt của nó. Bây giờ con người trên giữa này phải xoay về đây và nói lại Chúa, bây giờ Ngài là Chúa của chúng con. Ngài là Chúa của tâm thần con. Ngài là Chúa của tâm trí con. Ngài là Chúa của những quyết định con. Con quyết định đi theo đường lối của Ngài và thay đổi lối sống của con. Đó là điều kiện để được hưởng quyền của Chúa.
ơn lành. Tôi muốn nói điều gì đây cho anh chị em? Sứ đồ Phaolô nói trong Côrintô 2 chương 11 câu 2: vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như một trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Anh em thấy không? Chúng ta đây là một trinh nữ tinh sạch được dâng cho Đấng Christ. Kinh Thánh đang nói về mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ giao ước, mối quan hệ kết nối đời đời không gì chia tách được. Cho nên thưa chị em, mất mát là có, đau khổ là có, nhưng anh chị em có quyền lấy lại nó, anh chị em có quyền để chuộc lại nó, với một điều kiện: anh chị em phải trở lại với Đức Chúa Trời, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng hành động và kết quả trong đời sống của mình. Đó là thái độ quay lưng với thế giới, trở lại với lời của Đức Chúa Trời, thay đổi suy nghĩ của mình. Và sao nữa chứ? Kết ước tâm lòng trung thành tuyệt đối với Đấng Christ. Đó là cách để cho chúng ta được chữa lành, được ban phước, được giải phóng, được tự do và sống một đời sống. Nhưng tôi đã nói này đó, bây giờ tôi phải nhắc lại. Cái lỗi lầm của chúng ta là quá mọi cái. Cái lỗi lầm của chúng ta là chúng ta tin Chúa hôm nay nhưng mà muốn thấy tất cả mọi sự thay đổi hoàn toàn vào ngày mai. Và nếu ngày mai không thay đổi gì cả, không có cái gì ấn tượng cả, thì chúng ta lại bảo là thôi, ta lại đi con đường cũ. Đó là sai lầm. Họ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi những điều Đức Chúa Trời làm trong cuộc đời của mình. Họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và vâng theo những sự dạy dỗ mà lời của Chúa đã nói trong Kinh Thánh, để kịp thay đổi suy nghĩ và tâm trí của mình, để theo năm tháng con người thuộc linh này được lớn lên, xây dựng được một con đường thật là tươi mới trong cái đời sống tâm linh. Ví dụ như làm một con đường để đi, làm sao mà nháy mắt thành một con đường? Các bạn chứ, muốn xây dựng được một đường cao tốc, người ta có thể mất chục năm, 5 năm, 3 năm để làm. Cũng một ngày đó, anh em đã mất gần cả nửa đời người để xây dựng con đường cho sát thịt đi. Và bây giờ anh em quay lại tiếp nhận Chúa Giêsu, thì cũng vậy, hãy cho Chúa cơ hội để xây dựng một con đường thánh của Ngài trong cuộc đời của mình. Amen. Đừng vội vàng, hãy chịu học tập, hãy chịu đào tạo, hãy chịu thay đổi, hãy chịu ngẫm nghĩ, suy ngẫm về lời Chúa. Tôi lấy một vài những cái thí dụ mà những cái tư tưởng không có phù hợp với lời của Chúa mà chúng ta hay giữ trong tâm hồn của mình. Anh em ngồi ở đây có những người bệnh tật đầy dẫy những cái nan đề khác. Anh em đến đây để được cầu nguyện chữa lành, để phục hồi. Nhưng hôm nay tôi muốn nói cho tất cả anh chị em ngồi đây, nó bắt đầu từ trong cái tâm trí của mình. Tâm trí này phải thay đổi. Các chị, các anh ơi, phải thay đổi. Thay đổi cái gì? Mình phải thay đổi những cái điều tiêu cực mà Satan đã gieo vào. Khi anh chị em bệnh, nó sẽ liên tục gieo vào trong anh chị em tư tưởng là bệnh này không thể làm được, bệnh này chỉ có chết, bệnh này bỏ tay rồi, bệnh này tốn tiền tốn của không lành đâu, làm sao mà lành, liên tục tấn công. Nhưng hôm nay anh chị em phải thay đổi lại, người có đức tin thì mọi sự đều được cả. Cho nên trong tất cả mọi những cái suy nghĩ tiêu cực nào, anh chị em phải tìm lời Chúa để thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi tư tưởng của mình. Hôm nay anh em ngồi đây có thể không phải bệnh, nhưng mà nợ nần có, và Satan sẽ gieo vào nợ mày là không thể trả được đâu. Mày phải cả đời để mang món nợ này, mày phải làm cả đời không bao giờ mày trả nợ đâu, mày chết với cái món nợ này thôi. Giang hồ nó đến nó sẽ chết mày 3 khúc, đi vào một vòng vòng ngủ không ngủ được, nằm nhắm mắt cũng thấy là dao kiếm với lại là mã tấu xẹt xẹt đầy đầu, sợ quá. Nhưng mà anh em yên tâm đây, phải dùng lời của Chúa để chống cự. Chúa
Giêsu nói rất rõ rằng Ngài muốn giàu có nhưng trở nên nghèo để anh em trở nên giàu có. Ngài có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ dư dật cần dùng, thậm chí rơi rồng để làm đủ thứ việc làm. Bằng những lời đó anh em phải thay đổi tư tưởng. Rồi anh em ngồi đây có một vài người bị ma quỷ nào đỡ kiếp, ác mộng đủ kiểu, anh em nói con quỷ này quá lớn, con quỷ này là quỷ ngang đời, con quỷ này là ba đầu sáu tay nên không thể đuổi được. Tôi đến đây là với hy vọng mong manh thôi, cũng chưa chắc gì nó ra, mà nó ra đây là về nhà thế nào nó cũng nhập lại. Anh em nghĩ như thế đó, ai đang ngồi nghĩ như thế thì bây giờ tôi nói cho em phải thay đổi. Chúa nói rằng quyền phép trên trời dưới đất đã ban cho ta rồi, cho hội thánh của Chúa rồi, và chúng ta có quyền dày đạp đầu nó dưới chân, và không quyền nào của kẻ nghịch làm hại các con được. Thế thì tại sao chúng ta là con cái Chúa mà vẫn cứ sống trong tư tưởng rằng bị ma quỷ hành hạ? Cái đó là do chúng ta đã lót đường cho nó. Ngày hôm nay tôi muốn anh em hãy tróc hết tất cả đường của nó đi, làm cạn tắt tất cả những con sông, cạn tắt tất cả những biển, cạn tắt tất cả những hồ, để nó không còn bơi lội được ở dưới đời cuộc đời gọi là xác thịt của anh em. Giờ anh em phải dùng lời đây để xây dựng những con đường siêu nhiên, những con đường diệu kỳ, những con đường thánh sạch ở nơi đây, để cho thần linh của Chúa hành động trong cuộc đời. Đó là cái. Cho nên bất kể khi nào chúng ta lấy tư tưởng và tâm lòng kết nối của mình đúng đắn trở lại với Ngài, thì Ngài làm đứng khỏi phục vụ cho chúng ta. Trở lại với câu chuyện để tôi kết thúc bài giảng. Sau khi Bô-ô lấy Luther thì anh Giang biết Bô-ô và Luther đã sinh ra cho Đức Chúa Trời dòng dõi của ai không? Dòng dõi của vua Đại. Và Chúa Giêsu Christ của chúng ta thì từ dòng dõi nào mà ra? Anh em thấy chưa? Khi anh em trao cuộc đời mình vào tay Chúa, kết nối tâm lòng với Ngài, thì chính anh em và hậu tự dòng dõi muôn đời của anh em không còn tầm thường nữa đâu, mà gọi là dòng dõi thánh của Đức Chúa Trời. Dòng dõi là nguồn phước cho thế giới này, là dòng dõi đến thay đổi thế giới này, là dòng dõi mà đem ánh sáng lại cho thế giới này. Cho nên chị em ơi, đó là hy vọng của chúng ta, và đó cũng phải là đức tin ngay bây giờ của chúng ta. Anh chị em có tin điều đó? Anh chị em có tin rằng hôm nay Chúa phục hồi và lấy lại những gì mình đã mất không? Cho nên tất cả những anh chị em nào có cái giấy cầu nguyện trên tay, tôi đề xuất phải ngồi trên hàng ghế trên này. Hôm nay hội thánh của Chúa sẽ cầu nguyện cho anh chị em, những người có cái tờ giấy này, và anh chị em hãy tin đi. Đức Chúa Trời hôm nay làm những điều diệu kỳ, căn cứ theo lời của Ngài, Ngài có quyền chuộc lại những gì mất mát trong cuộc đời của anh chị em. Đừng sợ nữa, vì anh chị em có đấng cứu chuộc, anh chị em có một đấng sẵn sàng lấy lại những gì anh chị em mất, mà còn ôm trọn cuộc đời của anh chị em vào vòng tay yêu dấu của Ngài nữa, để chăm sóc trọn đời. Anh chị em thấy câu kinh thánh mình đọc một lần hôm nay chưa? Ngài đã bông ẩm họ từ đời thờ xưa. Thì dân sự của Ngài đau khổ thì chính Ngài cũng đau khổ, và thiên sứ của Ngài đã cứu họ. Cho nên tôi chia sẻ những lần đó để khích lệ đức tin của Ngài. Anh chị em có tin không? Amen. Có sẵn sàng để nhận lấy phước hạnh hôm nay không? Amen. Chúng ta sẵn sàng để thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa vì những điều tốt Ngài dành cho chúng ta không? Amen. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa ngay giờ này. Hãy tập trung nha. Và những anh chị em có tờ giấy cầu nguyện ngồi lên phía trước này. Dạ, ngồi lên phía trước để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy tập trung hướng lòng đến Chúa, hướng lòng đến Chúa, hướng lòng đến Chúa, hướng lòng đến Chúa, để chúng ta bắt đầu thờ phượng Ngài, thờ phượng Ngài, thờ phượng Ngài, thờ phượng Ngài. Hallelujah, 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 cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, hallelujah.
chúng ta hãy cứ bình tĩnh, ai rồi có tờ giấy này rồi cũng sẽ được cầu nguyện thôi. Cứ tầm lần lượt ở lên, ai mà chưa không có tờ giấy mà ngồi trên thì có thể thay đổi chỗ cho người em mình. Nếu không có cứ ngồi dưới, ai rồi cũng sẽ được cầu nguyện thôi. Hãy tin đi, bây giờ hướng lòng lên Chúa. Tôi biết rằng Chúa đang ở đây. Dạ, Chúa đang ở đây. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúng ta hãy thờ phượng Ngài nào. Tôi muốn tất cả anh chị em có nhu cầu, dù nhu cầu mình đau đớn cỡ nào, gấp rút cỡ nào, thì giờ này hãy thờ phượng Ngài. Hãy nói với Chúa rằng Chúa hãy cũng biết Ngài là đấng cứu chuộc duy nhất của đời sống. Ngài là đấng thành tín muôn đời và lời Ngài y nguyên. Ngài không bao giờ thay đổi. Hôm qua, hôm nay và đời đời Ngài vẫn y nguyên. Hôm nay chúng con đến đây để rồi chạm Ngài. Ngay khi con chạm đến cơn áo Ngài thì mọi sự của con được trở nên hoàn toàn. Hallelujah. 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 Hãy thờ phượng Ngài, hãy thờ phượng Ngài. Hãy thờ phượng Ngài, hãy thờ phượng Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.